tiêm chủng ấy thì mấy hôm trước thì tôi có nhận được tin nhắn của Grab có đặt tiêm chủng. Tôi ở cái vùng quận Bình Tân, số ca nhiễm rất là nhiều, rất là lo lắng. Thì sáng nay nhận được tin nhắn của công ty Grab có cái đợt tiêm chủng. Tôi đã đăng ký và chiều nay tôi được tiêm đấy. Bác sĩ, thạc sĩ Bùi Thị Thu Hương, bác sĩ chuyên khoa 2, giám đốc bệnh viện mắt Việt Nga thành phố Hồ Chí Minh, người phụ trách một trong năm điểm tiêm tại quận 7 cho các đối tượng là nhân viên nhà thuốc, nhân viên cửa hàng tiện lợi và các tài xế công nghệ cho hay, lực lượng shipper, tài xế công nghệ là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Vì vậy, việc tiêm trích vaccine phòng ngừa COVID-19 ở thời điểm này là nên làm và cần triển khai mạnh. Hiện nay thì đoàn tiêm đã tiếp nhận ngày hôm nay là khoảng gần 300 đối tượng đến tiêm. Trong đó chiều nay thì đối tượng rapper đã đến khoảng cỡ trên 50 người. Và những đối tượng này là những đối tượng rất là có nhiều nguy cơ tại vì họ tiếp xúc với nhiều khách hàng. Cho nên nếu như chúng ta triển khai cho cái đối tượng rapper này để họ được trích ngừa, đó là một cái chính sách rất là nhân đạo. Tôi thấy rằng là họ, những người rapper này họ cũng rất là vui và họ cũng rất là cảm ơn khi mà chính sách đã được họ được đến đây tiêm. Theo như anh em phản ảnh thì họ trông đợi cái buổi tiêm này từ lâu rồi, cũng mong muốn là họ được phòng vệ trước cái tình trạng là dịch bệnh nó đang cao như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 tăng cường để chống dịch COVID-19, khiến người dân cần đến các shipper nhiều hơn để mua hàng hóa thiết yếu. Các bác tài an toàn khỏe mạnh cũng giúp khách hàng cộng đồng yên tâm hơn. Tâm lý thì tôi cũng rất là lo lắng, bởi vì mỗi lần mà nghe thông tin thì cuối buổi hoặc là cuối ngày ấy, thì thành phố mình ở cứ mỗi một ngày tăng lên 5 đến 6.000 ca. Thì mỗi một lần về cũng rất là lo lắng, là không biết là hôm nay mình tiếp xúc với bao nhiêu người như vậy, thì có ai là F0, F1 hay không, không biết là mình có bị virus không, rất là lo lắng. Và được tiêm chủng thì tôi rất là yên tâm, không những là tiếp xúc nhiều mà sợ lấy bệnh cho khách hàng, sợ lấy bệnh cho cả gia đình và những người thân, bạn bè, hàng xóm đấy. Bây giờ được tiêm chủng thì tôi cũng rất là yên tâm. Khi mà bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục để tiêm vaccine thì tôi cũng rất là hồi hộp, cũng có nhiều cái suy nghĩ là không biết là tiêm như thế nào. Nhưng mà tôi thấy rằng các bác sĩ ở đây đón tiếp rất là nhiệt tình, hướng dẫn từ quy trình làm hồ sơ cho đến khi mà tiêm thì tôi thấy tiêm rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe, không có đau đớn, không có bất ngờ, rất là an toàn, rất là tốt. Trong đợt 5 tiêm vaccine COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, điểm tiêm ở nhà thi đấu đa năng quận 7, chương trình tiêm chủng bắt đầu từ 13:30 đến khoảng 16 giờ. Tuy nhiên, cơn mưa lớn đầu giờ chiều đã ảnh hưởng khá nhiều đến lịch trình của các tài xế. Một số tài xế đến muộn cũng được hẹn sang buổi tiêm sáng hôm sau. Do tình hình là nhà cũng hơi xa nên là điều kiện nó cũng đi lại nó cũng khó khăn. Mình đến đây thì hơi muộn nên là đơn vị tiêm vaccine đã rời sang và giải thích là tiêm buổi sáng nó sẽ tốt hơn là tiêm buổi chiều. Lo sợ thì ai cũng phải lo sợ. Cũng là dịch của cả thế giới mà vui mừng. Bởi vì cái này là bên Rồi đáng là có hỗ trợ là thông báo lên cho tài xế để đăng ký để được tiêm vaccine. Theo kế hoạch, các shipper, tài xế công nghệ sẽ tiếp tục được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong những ngày tới.